Các bạn đang nghe chuyện trên Audio Kiếm Hiệp thân mến, mình xin chia sẻ một chút. Các bạn thân mến, thời gian qua kênh đã phát sóng song song hai bộ truyện cùng lúc, đó là bộ Hậu Tinh Thần Biến và bộ Sư Gia Bá Đạo. Qua một thời gian, bộ Sư Gia Bá Đạo đã được rất đông các khán thính giả ủng hộ và chờ mong. Thậm chí, những fan ruột của bộ Tinh Thần Biến cũng có nói với kênh là tăng cường bộ Sư Gia Bá Đạo lên. Thế nhưng do kênh lịch của kênh chỉ một ngày chỉ được ra được 3 tập, thế nên mình không thể nào giảm Hậu Tinh Thần Biến và tăng Sư Gia Bá Đạo lên được. Mình chỉ có thể đọc dài hơn được thôi. Và lịch của chúng ta là buổi trưa và buổi chiều kênh sẽ phát Hậu Tinh Thần Biến, còn 9:30 tối sẽ phát Sư Gia Bá Đạo. Cảm ơn những tình cảm yêu mến của quý vị dành cho cả hai bộ truyện. Mong quý vị hiểu và thông cảm cho kênh. Còn một điều nữa, kênh trong thời gian qua bị sụt giảm lượng like, lượt nghe cũng như lượt đăng ký. Mình mong mọi người khi nghe chuyện hãy nhớ like, share và chia sẻ mạnh mỗi video trên Facebook cá nhân của các bạn để quảng bá giúp kênh. Và để không mất thời gian, mời quý vị đến với tập 18 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Mời quý vị lắng nghe. Hồng Quân từ sau khi thành lập Mê Nhĩ Sơn cũng trở về trạng thái bế quan. Nói đến cũng kỳ quái, Hồng Quân tự sáng tạo ra Hồng Quân Đạo công pháp, nhưng chính mình cũng không thể nắm chắc phương hướng phát triển của Hồng Quân Đạo. Chính mình luyện chế ra Phong Thần Bảng, nhưng cư nhiên một chút cũng không biết. Nguyên lai, trong khi tại Lâm Mông Vũ Trụ, linh hồn người chết bị Hồng Quân giết còn có thể tiến vào trong Phong Thần Bảng, mà hôm nay tại thế giới người chết này, Phong Thần Bảng lại biến mất. Hồng Quân rốt cuộc cảm thụ không được, nhưng thật ra trong cơ thể lại có nhiều chuyển biến tốt. Một loại vật chất màu xám khác chính là vật chất màu xám mà Hồng Quân Đạo tầng thứ hai sinh ra. Hồng Quân hoàn toàn có thể khống chế. Hồng Quân bế quan không phải tu luyện mà là lĩnh ngộ, hay còn nói là tu luyện linh hồn. Linh hồn của Hồng Quân hôm nay coi như trải qua quá trình sống lại, đang tại cảnh giới hạ phẩm thần nhân đỉnh phong, tùy thời có thể tới trung phẩm thần nhân linh hồn cảnh giới. Trung phẩm thần nhân đối với Hồng Quân mà nói chính là sự sỉ nhục của Tần gia. Mẫu thân là sinh mệnh thần vương, cha là vũ trụ trưởng khống giả, còn cao hơn cả thiên tôn cấp bậc tồn tại. Ca ca Tần Tư từ rất nhỏ đã là thượng bộ thiên thần, không lâu đã đột phá tới thần vương cảnh giới. Chỉ độc nhất có hắn, thiên tư cực kỳ thấp, tu luyện bao nhiêu năm mới miễn cưỡng đạt trung phẩm thần nhân. Song sau một hồi biến cố, tu vi của mình bị đào thối, trở về cảnh giới tiên thiên của phàm nhân. Trải qua mấy năm nay tu hành, Hồng Quân coi như trở về chỗ cũ, chỉ là so với trước kia thì mạnh hơn chút ít. Dựa theo tình huống bây giờ, đại ca cũng đang ở tại không gian này, cũng không biết hắn tình trạng ra sao, rốt cuộc có hay không biết mình chưa có chết. Trong lòng Hồng Quân lại nổi lên nỗi nhớ tới Tần Tư. Mặc dù trong lòng rất ghen ghét đại ca, nhưng Hồng Quân không thể không thừa nhận Tần Tư thật sự đối với hắn rất tốt, mà hắn cũng rất yêu quý đại ca Tần Tư. Cái loại cảm tình huynh đệ này không phải một chút ghen ghét là có thể phân biệt. Thôi quên đi, cho dù đại ca ở đây cũng là đang ở tầng cao nhất, với bản lĩnh của đại ca nhất định sẽ không có việc gì đâu. Nhớ tới đại ca trên người còn có Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, Hồng Quân cũng rất yên tâm. Lúc này Tôn Ngộ Không chính là đang buổi tiếp Huống Thiên Minh cùng La Băng tu luyện. Đúng vậy, đích thực là Tôn Ngộ Không buổi tiếp họ. Chuyện này làm cho Hồng Quân một chút nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Mặc dù nói Tôn Ngộ Không vẫn đang cùng hai người đối luyện, nhưng tính chất thật là hoàn toàn bất đồng. Thân thể Hồng Quân chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tốc độ phi hành của trung phẩm thần nhân đảo mắt liền tới ngay chiến trường. Ngoại trừ ba người trong cuộc, xung quanh khoảng không gian này còn có không ít người tụ tập đứng xem. Cơ bản đều là người của Tu La Ma Giới. Lúc này họ đang hưng phấn nhìn ở giữa Tôn Ngộ Không đơn độc đối với nhị đại hoàng giả của Tu La Giới. Huống Thiên Minh vừa trực tiếp hoàn thành lần thứ hai biến thân, quả nhiên là vì Tôn Ngộ Không du đấu vừa đánh vừa chạy mà biến hóa. Nắm đấm mang theo khí thế bằng bạc thỉnh thoảng nện xuống thân thể Tôn Ngộ Không, bộc phát ra một trận nổ vang. Mà một bên La Băng cũng không chút nào yếu thế. Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo quang mang chớp động, hơi nghiêng thân người liền tới bên cạnh Tôn Ngộ Không, theo sát hướng hắn chạy. Thân thể Tôn Ngộ Không không ngừng thay đổi phương hướng tránh né công kích của Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Kinh Thiên! Vừa muốn dụng Kinh Thiên Nhất Côn, Huống Thiên Minh lập tức dùng một quyền đấm tới đầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không liền cúi đầu xuống. Nguyên lai đã chuẩn bị tốt xuất ra Kinh Thiên Nhất Côn, lại bị Huống Thiên Minh quấy giày, hoàn toàn không xuất ra được.
có tiếng vỗ tay vang lên, nó đến cũng kỳ quái. Thanh âm Hồng Quân vỗ tay không lớn, nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Ba người Tôn Ngộ Không nghe được tiếng vỗ tay đều dừng lại, đều hướng ánh mắt tới nơi phát ra, đã thấy Hồng Quân. Tôn Ngộ Không là người đầu tiên đi tới, vừa đi vừa nói: "Sao Hà Tiểu Quân, bây giờ ta đã có thể một mình chống lại nhị đại hoàng giả của Tu La Ma Giới rồi." Hồng Quân mặc dù có thể nhìn ra bọn họ vẫn còn chiến đấu được, nhưng rốt cuộc chính là Tôn Ngộ Không sẽ thắng, lập tức a a nói: "Quả thật không sai, chỉ là nhìn ngươi không có cơ hội xuất ra Kỳ Thiên Côn Pháp à." Huống Thiên Minh cùng La Băng lúc này cũng đã đi tới. Huống Thiên Minh nói rõ: "Nếu cho hắn sử dụng Kinh Thiên Côn Pháp, vậy còn có cái gì cho chúng ta đây? Tôn Ngộ Không quả thật là thiên tài chiến đấu, mới chỉ có bấy nhiêu thời gian mà đã có thể sử dụng 6 thức liên hoàn kích. Ta cùng La Băng nếu toàn lực ứng phó sẽ hao tổn chân nguyên à." "Đúng vậy, từ khi ta gặp qua các loại yêu thú thì đây có thể nói là yêu thú có thiên phú chiến đấu cao nhất. Thậm chí trước kia chưa bao giờ có chuyện thiên phú cùng với tài năng chiến đấu ở cùng một chỗ à." La Băng cũng than vãn: "Cho tới bây giờ không có nghĩ tới còn có thể dùng từ thiên phú để hình dung tài năng chiến đấu." Thiên phú chiến đấu, Hồng Quân trong đầu cẩn thận tìm tòi một chút, chính là lần đầu tiên nghe nói. Chính cha mình Tần Vũ thực lực phát triển nhờ có sự lĩnh ngộ đối với không gian và thời gian pháp tắc. Nhị thúc Khẩu Phí nhờ vào tư chất của siêu cấp thần thú cùng với Kinh Thiên Côn Pháp. Ngay cả Lưu Quang Thương Đạo của tam thúc Khắc Vũ cũng là đối với thời gian pháp tắc có một chút lĩnh ngộ. Bây giờ lại đâu ra một tên Tôn Ngộ Không lại phát triển nhờ vào thiên phú chiến đấu. Đối với sự cải biến Kinh Thiên Côn Pháp không cần dựa vào nhân tố bên ngoài nào, thực lực đã siêu việt ngang với Đại Viên Hoàng. Phải biết rằng Đại Viên Hoàng đều là siêu cấp thần thú, mà Kinh Thiên Côn Pháp cải biến của hắn lại có thêm nhiều điểm lĩnh ngộ không gian pháp tắc như vậy, sợ rằng bây giờ yêu thú Tam Hoàng liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn chính là một thượng cấp thần thú sáng tạo nên một thần thoại. Bạch Hổ Thành so với Xích Phong Thành còn muốn lớn hơn rất nhiều, cũng là một thành trì lớn nhất. Cùng với Thiên Ma Yêu Giới bất đồng, ở thế giới người chết này, đế cấp cao thủ đừng nói là thuấn di, ngay cả phi hành đều không được. Cũng bởi vậy mà ở Thiên Ma Yêu Giới, mấy cái tinh hệ mới có thể xuất hiện một thế lực. Còn tại đây, chỉ nội một Bạch Hổ Thành mà có tới hai thế lực, cùng với thế lực Quan Phương do thành chủ đứng đầu nữa là ba. Điểm ấy cùng với xã hội đen mà Hồng Quân từng gặp qua ở địa cầu có chút cùng loại. Thế lực nơi này cùng ở địa cầu cũng rất tương tự. Tổng tưởng chứ thôn, một nhà độc quyền bao quát cả Quan Phương thế lực cũng là một dạng, chỉ là tương đối mà nói, Quan Phương động tác cơ bản đều là vụng trộm mà thôi. Lý Thanh Minh hôm nay rất buồn bực, thành chủ Bạch Hổ Thành tìm hắn, chuyện rất đơn giản, hoặc quy thuận hoặc sẽ chết, không có con đường thứ ba để lựa chọn. Hắn đường đường là bát cấp tiên đế, vậy mà không có cơ hội cự tuyệt, cuối cùng chỉ hoãn được thời gian 3 ngày. 3 ngày thời gian này hắn là chuẩn bị tốt kế hoạch để chạy khỏi Bạch Hổ Thành, mặc dù chuyện này thoạt nhìn rất khó. Bạch Hổ Thành ban đêm trên đường rất hoang vắng, nơi này dù sao cũng không phải địa cầu mà có cuộc sống ban đêm rất phong phú. Ở đây ngoại trừ tiểu lâu, cơ bản không có nơi nào khác đặc biệt. Hồi tưởng lại con đường trước kia cũng từng giống như bọn họ tranh quyền đoạt lợi, mộng tưởng thành một phương bá chủ, nhưng cuối cùng kết quả cũng là tử vô tán thân chi. Vốn Lý Thanh Minh đã tưởng là tốt, đã chết thì an phận hào hào tu luyện, từng tầng phi thăng, có một cuộc sống yên ổn khác. Không thể nghĩ tới, nơi này cùng với thế giới hắn trước kia giống nhau, tràn ngập cảnh đánh giết, tràn ngập sự tranh quyền đoạt lợi. Đã chết rồi mà còn tranh đấu sao? Lý Thanh Minh nhịn không được, bất lực than một câu, lập tức thần sắc có chút buồn bã. Nếu khi còn sống tìm một địa phương ẩn tu thì có lẽ đã an an ổn ổn chờ đợi thần kiếp à. Nghĩ vậy lại lắc đầu cười khổ, biết bây giờ có hối lỗi cũng không kịp, chính mình không thể nào sống lại được. Lý huynh! Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên, trong bóng tối một người chậm chậm đi đến. Khâu huynh, người như thế nào ở chỗ này vậy? Lý Thanh Minh có chút kinh ngạc, người đi tới là hắn vừa quen biết nửa tháng trước, bắt cấp tiên đế Khâu Nhân. Ta vừa lúc rảnh rỗi đi ra ngoài một chút. Lý huynh sắc mặt thật khó coi, có đúng hay không, có sự tình gì? Khâu Nhân cười cười thuận miệng nói. Khâu Nhân chính là vẫn đang chú ý cùng theo dõi Lý Thanh Minh. Lý Thanh Minh chính là tiên đế tử vong ở Hồng Mông vũ trụ, tứ linh giới tử vong thời gian cũng rất lâu, từ lúc chết đã là tam cấp tiên đế, giờ đã tu luyện tới bát cấp tiên đế.
Lý Thanh Minh trước giờ vẫn ở tại Bạch Hổ Thành. Bên trong thành có ít nhất 2 thành thị đều là người của tứ linh giới. Trong những người này, Lý Thanh Minh rất có uy vọng. Ngoài hơn 100 người là kiểu cấp tiên đế sắp phi thăng ra, thì Lý Thanh Minh chính là người có uy vọng cao nhất. Đối với một người như vậy, không nhân mập mờ vẫn tìm cơ hội xuống tay, bây giờ cơ hội đã tới. Thành chủ bức bách hắn, vừa lúc có thể cho Khâu Nhân có một cơ hội lôi kéo hắn. Không có chuyện gì. Lý Thanh Minh cố gắng nở một chút nụ cười. Thành chủ bức bách hắn, chính là chuyện này không thể nói với người khác. Đi, theo ta tới nơi nào đó, rồi ngồi xuống cùng nhau uống trà thống khoái. Lý Thanh Minh không muốn nói, Khâu Nhân cũng không bắt buộc, kéo Lý Thanh Minh đi tới địa phương bọn hắn đang tạm ở. Đối với uống rượu, Lý Thanh Minh cũng không có phản đối, hắn vừa lúc muốn tìm người uống trà thống khoái. Liễu Huynh, Lý Huynh, các ngươi nhìn xem, coi ai tới đây. Đi vào tiểu viện, Khâu Nhân cao hứng hô lên. Liễu Nhất Minh cùng Lý Hoành kỳ thực đã sớm biết, cố làm ra bộ dáng kinh hãi, lật đật đi ra đón khách. Một bàn ăn sáng, thức ăn cũng chỉ bình thường, bất quá rượu đều là rượu ngon. Vì lôi kéo Lý Thanh Minh, bọn họ chính mình đều đem hảo tiểu tới. Lý Thanh Minh đã gặp qua Liễu Nhất Minh cùng Lý Hoành, coi như là người quen, nhưng hôm nay tâm tình quả thật không thể nào tốt được. Cùng ba người ngồi xuống uống rượu, vẫn chỉ là ba người nói chuyện, Lý Thanh Minh nói rất ít. Lý Huynh, đừng có xa lạ như vậy, ngươi đến xem đây là cái gì. Khâu Nhân thần bí cười, Liễu Lý hai người cũng thần bí mỉm cười theo, đồng thời nhìn Lý Thanh Minh. Là cái gì vậy? Lý Thanh Minh uống rượu thuần túy, chỉ là uống, toàn lực nốc rượu, ánh mắt có chút mơ hồ. Ngúc ngắc cái đầu, kết quả thấy Khâu Nhân cầm lên trung phẩm kiếm tiên, chậm rãi nhìn. Đây là... Sau khi nhìn kỹ, Lý Thanh Minh lập tức tỉnh táo, nhíu nhíu mắt, cẩn thận nhìn. Đích xác trong tay là một thanh trung phẩm kiếm tiên. Tại một tầng thế giới này, một kiện tiên khí cũng là không có, trung phẩm kiếm tiên xem như là chí bảo rồi. Trung phẩm tiên khí không chỉ ta có, bọn họ đều có. Khâu Nhân cười cười, nháy mắt với Liễu Nhất Minh cùng Lý Hoành. Ba kiện trung phẩm kiếm tiên đều để trên bàn cho Lý Thanh Minh tự mình xem xét. Trung phẩm kiếm tiên này các ngươi như thế nào mà có được? Lý Thanh Minh giọng nói có chút run rẩy. Trung phẩm kiếm tiên lực hấp dẫn tất nhiên rất lớn, nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là người xuất ra trung phẩm kiếm tiên. Là Hồng Tiên Sinh cho chúng ta, hôm nay ba huynh đệ chúng ta đều phục vụ cho Hồng Tiên Sinh. Không dối gạt Lý Huynh, xung quanh mấy tòa thành trì nhỏ này, còn có Xích Phong Thành, đều đã bị chúng ta khống chế. Bạch Hổ Thành chính là mục tiêu kế tiếp. Khâu Nhân sắc mặt trở nên lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Minh. Ba người có ba kiện tiên khí, còn có Triển Tử Phong đã dạy cho một trận pháp. Ba người liên hợp, chỉ cần Lý Thanh Minh không đáp ứng, ba người liền lập tức làm khó dễ, rồi đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lý Huynh, đi theo Hồng Tiên Sinh, ngày sau tiền đồ vô lượng. Xích Phong Thành, Triển Tử Phong chắc người cũng đã từng nghe qua. Hắn bây giờ cũng đi theo Hồng Tiên Sinh, còn được Hồng Tiên Sinh thưởng cho thượng phẩm tiên khí. Với tu vi của ngươi, nếu đáp ứng phục vụ Hồng Tiên Sinh, ít nhất cũng sẽ cùng ba huynh đệ ta giống nhau, có trung phẩm tiên khí. Thấy Lý Thanh Minh vẫn không nói gì, Liễu Nhất Minh lại châm thêm dầu vào lửa. Tiên khí đối với người ở nơi này mà nói chính là hấp dẫn lớn nhất. Lý Thanh Minh rõ ràng vừa xong hổ huyệt lại lao vào lang oa. Nếu lời bọn Khâu Nhân nói là thật thì hắn không cần phải chạy trốn nữa, chạy tới nơi nào cũng là giống nhau. Hắn vốn định bỏ chạy tới Xích Phong Thành. Lý Huynh, có một chút ta muốn nói cho người rõ. Hồng Tiên Sinh không hạn chế tự do chúng ta, chính mình phát triển thế lực, chính mình khống chế, chỉ là muốn chúng ta vì Hồng Tiên Sinh mà tìm hiểu tin tức. Khi có việc thì nghe theo lời Hồng Tiên Sinh là được. So với ngươi bây giờ cũng không có chút nào bất đồng à. Lý Hoành cũng khuyên bảo Lý Thanh Minh. Ba người đều thu kiếm tiên trở về. Nếu nắm trong tay, vô hình chung cho Lý Thanh Minh một áp lực không nhỏ. Ba ngày, chỉ cần ba ngày, ta nhất định cho các vị một câu trả lời thuyết phục. Lý Thanh Minh bây giờ hối hận vì đã đi theo họ tới đây. Đối với thành chủ bên kia còn chưa có biện pháp tốt, bây giờ lại lâm vào cảnh tranh đoạt thế lực. Lý Huynh, hà tất cần phải ba ngày, ngươi bây giờ không thể đáp ứng sao? Ta biết Bạch Hồ Thành thành chủ cũng đang tìm ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi hay, hắn còn sống không được vài ngày nữa. Ngươi nếu nghĩ còn muốn theo hắn, vậy Lý Huynh, ta chỉ có thể hào hào khuyên ngươi, nhất định ngươi phải hiểu được. Thành chủ còn sống không được vài ngày sao? Lý Thanh Minh sửng sốt, lập tức hiểu được ba người họ chuẩn bị xuống tay với thành chủ. Lý Thanh Minh không nhịn được có chút nghi hoặc,
ba người này cho dù có tiên khí cũng chỉ có thể đối phó được hộ vệ quân của thành chủ phủ. Huống chi bên trong còn ẩn cư một lượng lớn kiểu cấp ma đế, yêu đế. Cuối cùng bọn ta nếu nói cho ngươi cũng có thể, bất quá sau khi nói cho ngươi xong thì Lý huynh ngươi chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Khâu Nhân ha hả cười một tiếng, trên tay kiếm tiên đã sẵn sàng, ba người đã hảo phối hợp vị trí thành một trận pháp. Lý huynh, chắc ngươi cũng nghe nói tới Thái An Thành có người cầm kim bổng giết chết vô số cao cấp tiên đế ma đế rồi chứ? Nói thật cho ngươi hay, người nọ chính là một huynh đệ của Hồng Tiên Sinh. Để cho người nọ đến đây đánh chết Bạch Hổ Thành thành chủ, cho dù có 100 cái thành chủ cũng trốn không thoát đâu. Lý Hoành hăng hắc cười, uy lực của Tôn Ngộ Không hắn chính là đã biết, một chiêu cũng không đỡ được, đã bị Tôn Ngộ Không khống chế. Lúc đó Tôn Ngộ Không cho hắn một áp lực rất lớn, để cho hắn trong lòng một chút kháng cự cũng không có. Ba vị huynh đệ, theo như các ngươi nói là thật thì cái người Hồng Tiên Sinh kia thực sự không quá đòi hỏi chúng ta sao? Lý Thanh Minh trong lòng dao động, ba người đã hiện ra sát khí, lại nói cho hắn biết bí mật, hôm nay nếu không đáp ứng, sợ rằng nơi này cũng không thoát ra được. Đương nhiên, không có người đó đến thì chúng ta ba người nào dám đồng thủ với thành chủ đây? Liễu Nhất Minh nhẹ nhàng cười, nhìn hình dáng là biết bọn họ đã thành công lôi kéo được một người. Hảo, ta đáp ứng các ngươi. Bất quá với thực lực chúng ta chưa thể chống lại thế lực của thành chủ, tốt nhất các ngươi có thể tới Triệu Vân Hưng ở Tây Thành lôi kéo hắn. Có được hắn, cho dù thành chủ không chết, chúng ta cũng có thể bảo trụ chính mình. Đa tạ Lý huynh nhắc nhở, chúng ta đã cùng người tên Triệu Vân Hưng kia liên lạc, không lâu sau sẽ có kết quả. Bạch Hổ Thành sắp bị chúng ta thôn tính rồi, lúc đó các ngươi hào hào phối hợp với chúng ta là được. Tiên khí Hồng Tiên Sinh nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Chuyện chấm dứt, Khâu Nhân ba người đều dễ dàng rời đi, cũng không cần Lý Thanh Minh thể. Đối với Lý Thanh Minh, bọn họ cũng đã điều tra không ít. Hắn đã đáp ứng thì tất nhiên sẽ không phản lại lời hứa. Bạch Hổ Thành, đại khái có hơn 20 vạn các cấp tiên đế đều là ở không gian tiên ma yêu giới. Hơn 20 vạn người này có một người tiểu đầu mục Triệu Vân Hưng. Tử Huyền Tinh, Tần Vương Triều, khai quốc công thần Triệu Vân Hưng, lúc trước bị Triệu Dương, tông thiếu chủ, tông chủ Đông Phương Dụ giết chết. Sau đó Đông Phương Dụ bị Tần Vũ giết chết, cũng tới vô danh không gian này. Triệu Vân Hưng hoàn toàn do chính mình tự tu luyện, từ 9 tầng hạ đi lên, từng tầng mà phi thăng. Cuối cùng tới một tầng tiên đế này đã là thất cấp tiên đế. Hơn nữa là tiên đế có lực công kích rất mạnh, nắm đấm hắn không cần vũ khí cũng so được với thượng phẩm tiên khí. Tu luyện ngoại công đã cho Triệu Vân Hưng không ít lợi thế. Triệu Vân Hưng lúc đầu bắt đầu tu luyện tốc độ phi thường chậm, hơn 10.000 năm đều ở 9 tầng hạ. Khi phi thăng tới 9 tầng thượng thì tốc độ tu luyện mới tăng lên, 1.000 năm thời gian đã cao hơn thất cấp tiên đế cấp bậc. Triệu Vân Hưng cùng với những người khác bất đồng, cũng không phải vì cái gì quyền lực hay thế lực mới lên làm đầu mục, mà là do cộng đồng tiên ma yêu giới đề cử. Vì muốn đảm bảo cho cộng đồng những cao thủ đế cấp tiên ma yêu giới tại Bạch Hổ Thành không bị uy hiếp, vạn lần bất đắc dĩ mới đảm nhận trách nhiệm này. Mặc dù Triệu Vân Hưng thực lực là thất cấp tiên đế, nhưng cả cơ thể cứng rắn như cực phẩm tiên khí, hai nắm đấm có thể so với vũ khí thượng phẩm tiên khí, khiến cho hắn thực lực chiến đấu đề cao lên đến 2 tầng, có thể dễ dàng đối chiến cùng với kiểu cấp tiên đế. Mỗi nguyên nhân này thôi cũng khiến mọi người tuyển hắn lên làm thủ lĩnh. Phải biết rằng một khi Triệu Vân Hưng đột phá tới bắt cấp tiên đế thì cho dù là kiểu cấp tiên đế cũng không làm hắn rung chuyển một phân hào nào cả. Triệu tướng quân! Bên ngoài thư phòng, Triệu Vân Hưng có một thanh âm vang lên. Bên trong thư phòng, Triệu Vân Hưng đang cầm một cây mao bút, tiện tay viết cái gì đó. Nghe được thanh âm, mao bút trong tay dừng lại một chút, lập tức tiếp tục viết. Trên vẻ mặt không có chút nào biến hóa, nhàn nhạt nói: "Vào đây đi." Một tiếng cửa mở, ngoài cửa một người đi vào là một đại hán. Vừa vào cửa, lập tức khom người thật sâu rồi cung kính nói: "Triệu tướng quân, thành chủ phái ta tới hỏi ngài, không biết Triệu tướng quân ngài quyết định như thế nào?" Triệu Vân Hưng vốn không liếc mắt tới đại hán kia, lạnh lùng nói: "Ngươi trở về nói với thành chủ là Vân Hưng ta không có ý muốn quyền thế. Ta tại đây là một cái đầu mục nho nhỏ, cũng chỉ là để người tiên ma yêu giới chúng ta không bị khi dễ mà thôi. Thành chủ ngươi cứ yên tâm." "Ai, Triệu tướng quân, ngươi không thể nói như vậy được." Đại hán giọng nói hơi lắng xuống, tiếp tục khuyên:
Ta nói tướng quân lúc còn sống là một người khai quốc công thần, đại tướng của một đế quốc, nói không cứ hứng thú với quyền thế, sợ rằng không ai tin à? Tin hay không tùy các ngươi, trời đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Mặt khác nói cho thành chủ các ngươi biết, ta Triệu Vân Hưng không muốn gây rắc rối, nhưng cũng không sợ rắc rối đâu. Triệu Vân Hưng không muốn tốn nhiều lời nữa, phất ống tay áo trực tiếp tiến khách. Đại hán nọ mạnh bạo đứng lên. Triệu Vân Hưng, ngươi thật không biết tốt xấu. Ta tôn kính ngươi, gọi ngươi một tiếng Triệu tướng quân, còn không tôn kính ngươi, lão tử trong mắt coi ngươi không bằng một cái rắm. Đừng tưởng thành chủ coi trọng ngươi mà ngươi khinh người thái quá, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt. Triệu Vân Hưng nghe đại hán trong miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng sát ý đã khởi, nhưng ngại không muốn cùng quan phương thế lực khai chiến, mạnh mẽ đè ép nộ hỏa xuống, lạnh lùng nói: Ta đếm đến ba, nếu ngươi không rời khỏi, rốt cuộc cơ hội rời đi cũng không có. Một. Ngươi. Đại hán nọ nghe Triệu Vân Hưng nói, trong nháy mắt liền tức thời đỏ lên. Nói như thế nào, hắn cũng là bắt cấp ma đế đỉnh phong, tùy thời liền có thể tấn công cửu cấp ma đế. Trước mắt Triệu Vân Hưng bất quá mới chỉ là một tên thất cấp tiên đế, lại coi rẻ mình như thế. Triệu Vân Hưng, nhưng mà ngươi. Hai. Đại hán nọ vừa muốn nói, ngươi muốn chống lại, nhưng Triệu Vân Hưng không cho hắn cơ hội mở miệng nói ra, rõ ràng đã đếm tới hai. Đại hán nọ thật sự nhịn không được, Triệu Vân Hưng cuồng vọng, lúc này đưa tay xuất hiện một thanh bảo kiếm thượng phẩm linh khí, kêu ngạo nói: Triệu Vân Hưng, nếu ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí. Mặc dù có nghe nói qua Triệu Vân Hưng thân thể cường hãn, hai đấm có thể so với thượng phẩm tiên khí, nhưng cũng chỉ là nghe nói, chưa có tự mình chứng kiến. Mặc dù gì cũng sẽ không tin tưởng, đại hán trước mắt này cũng là như thế. Ba. Triệu Vân Hưng trong miệng chữ ba nhẹ nhàng phun ra, lập tức lắc đầu thở dài, sau đó cả người liền đột nhiên biến mất. Đại hán nọ nhất thời sừng sốt, không có nghĩ đến Triệu Vân Hưng lại có thể biến mất một cách vô thanh vô tức như vậy. Bang. Sau một khắc, tay Triệu Vân Hưng trực tiếp xuyên qua bụng người nọ. Nguyên anh màu xám ngay cả một tia phản ứng cũng không có, đã bị lực lượng trên tay Triệu Vân Hưng cắn nát. Lập tức đại hán nọ thân thể liền bị hấp thu, một tia rất nhỏ tinh thần lực bị hút vào bầu trời, thành một bộ phận của vật chất màu xám. Mấy vị xem đủ rồi à? Triệu Vân Hưng nhàn nhạt nói. Đã sớm nghe đại danh Triệu tướng quân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong màn đêm đen nhánh, bốn người nhẹ nhàng đi ra, chính là Liễu Nhất Minh, Khâu Nhân, Lý Hoành cùng với Lý Thanh Minh vừa gia nhập. Triệu Vân Hưng ánh mắt lãnh đạm quét qua dò xét những người mới tới, cuối cùng hạ xuống trên người Lý Thanh Minh, khe khẽ thở dài nói: Không tưởng tượng được Lý huynh cũng có thể miễn tục, không biết các ngươi nhìn chính đồng bọn của mình bị giết chết có cảm giác gì đây? Triệu Vân Hưng biết thành chủ vẫn muốn chiêu lãm Lý Thanh Minh, nên tưởng rằng bốn người này cũng là người của thành chủ. Triệu tướng quân hiểu lầm rồi, chúng ta không thể nào là người của thành chủ phủ a. Liễu Nhất Minh a nói, đồng thời Khâu Nhân, Lý Hoành nhìn nhau liếc mắt, phân biệt đứng đúng vị trí của mình để lập thành trận pháp, ngăn ngừa việc Triệu Vân Hưng động thủ. Vừa rồi, động tác của Triệu Vân Hưng nhanh thế nào, bọn họ cũng đã nhận thấy. Không phải người của thành chủ. Triệu Vân Hưng cũng vừa nhíu mày, ngoại trừ Bạch Hổ Thành thành phủ chủ, còn lại chính là Đông Thành Bạch Vạn Kiếm. Bạch Hổ Thành này đâu còn có thế lực nào nữa, tương vậy liền mở miệng nói: Các ngươi là người của Bạch Vạn Kiếm sao? Triệu tướng quân thật sự không dám giấu giếm, chúng ta cũng không phải là người của Bạch Vạn Kiếm. Hắn không có tư cách cho chúng ta thuần phục, cho nên chúng ta là ai điều này không có quan trọng, quan trọng chính là chúng ta có chung một cộng đồng địch nhân. Lý Thanh Minh ứng khẩu rất tốt, không sai, cũng khó trách hắn lúc đó từ thành chủ yêu cầu được trì hoãn lại kỳ hạn 3 ngày. Triệu Vân Hưng cũng sửng sốt, Lý Thanh Minh này hắn cũng biết rất lâu rồi, đều là người mộc mạc, không thích nhiều lời, lại không nghĩ rằng có thể nói ra đạo lý như vậy. Lý huynh, Triệu mỗ cũng là người không thể tưởng tượng được, ngay cả ngươi cũng cam nguyện bị người khác lợi dụng, như vậy thật không giống tác phong kiên định của ngươi. Lý Thanh Minh ho khan một tiếng, mặc dù bây giờ đã đồng ý phục vụ vị thần bí Hồng Tiên Sinh kia, nhưng nói như thế nào cũng là bị bức bách, nói ra cũng không thể nào thoải mái lắm. Trực tiếp nhìn thẳng Triệu Vân Hưng, cố tìm ra một tia lo lắng, tiếp tục nói: Triệu tướng quân, hiện tại chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi, không phải sao?
thành chủ phố, phần đông đều là cao thủ, một mực ở Bạch Cổ Thành tắc yêu tắc quái. Nếu không phải có Triệu tướng quân thì các vị đồng đạo tiên ma yêu giới cũng đã sớm bị thành chủ phố đè đầu cưỡi cổ rồi. Chẳng lẽ Triệu tướng quân vẫn nguyện ý nhìn thành chủ phủ độc đoán như vậy sao? Tất cả mọi người không biết Lý Thanh Minh khi còn sống là một người có dã tâm rất lớn. Chỉ bằng lời nói xảo biện của hắn mà đã có không ít cao thủ vì hắn mà bán mạng. Nhưng cuối cùng cũng giống như Vũ Hoàng, vì đắc tội với một đối thủ cường đại mà dẫn đến cái chết không ai an táng. Xuất hiện tại thế giới người chết này cũng có thể tu luyện, thậm chí cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Thế nhưng Lý Thanh Minh vẫn bị đả kích bi thảm, rốt cuộc không muốn nghĩ đến việc tranh quyền đoạt lợi nữa. Thầm nghĩ tìm địa phương an ổn tu luyện, chờ đến khi phi thăng, nhưng lại xui xẻo bị đưa đẩy tới bọn người Liễu Nhất Minh, bị buộc phải một lần nữa nổi lên bản lãnh. Đã buông tha mấy trăm ngàn năm một lần đứng lên nhưng cũng không có mai một đi. Nói chuyện coi như là một loại năng khiếu trời cho. Triệu Văn Hưng vốn chính là một hán tử thẳng thắn, có nhiều việc phải suy nghĩ như vậy. Vừa rồi giết chết người của thành chủ phủ phái tới, việc này xem như là cái miệng hắn làm hại cái thân. Mặc dù không sợ thành chủ phủ, nhưng còn mạng sống hai mươi mấy vạn huynh đệ đang dựa vào hắn. Triệu Văn Hưng dù không muốn cũng phải thận trọng lo lắng điều Lý Thanh Minh nói. Nhìn Triệu Văn Hưng lâm vào cảnh tự hỏi, Liễu Nhất Minh, Khâu Nhân cùng Lý Hoành quả thật rất cao hứng. Không nghĩ tới tùy ý lôi kéo một người liền vớ được bảo bối. Hắn tin tưởng có thể hoàn thành sớm nhiệm vụ mà Hồng Tiên Sinh đã chỉ đạo. Thật lâu sau, Triệu Văn Hưng ngước lên, ánh mắt nhìn kỹ bốn người. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác, nhưng các ngươi cũng nên biểu hiện thành ý cùng với thực lực của các ngươi. Thành chủ phủ, thế lực to lớn, có lẽ các ngươi không thể tưởng tượng được, các ngươi nên chuẩn bị thật tốt. Hảo, Triệu tướng quân nói rất thẳng thắn, Lý Mỗ bội phục, thực lực ta yếu kém, không dám ra mạnh miệng, nhưng ba vị ca ca ta... Vừa nói, Lý Thanh Minh vừa vẫy tay cho ba người Liễu Nhất Minh. Liền nhờ tướng quân thử xem chúng ta có hay không thực lực khiêu chiến thành chủ phủ. Nói xong, liền đi về phía sau, để lại bốn người trong một khoảng trống, đồng thời truyền âm cho ba người Liễu Nhất Minh. Triệu Văn Hưng, quyền cước lợi hại, uy lực có thể so sánh với thượng phẩm tiên khí, các ngươi phải cẩn thận né tránh. Khâu Nhân mỉm cười hướng Triệu Văn Hưng nói, Triệu tướng quân xin chỉ giáo. Nói rồi hướng Liễu Nhất Minh cùng Lý Hoành ở hai bên nháy mắt, chỉ thấy ba người lập tức một thành một tam giác. Khâu Nhân ở mũi nhọn phía trước đồng loạt động tác hướng tới Triệu Văn Hưng mà công kích. Hai người bát cấp tiên đế, một người thất cấp tiên đế, mỗi người trong tay đều có trung phẩm tiên khí. Ba người đồng loạt vây công một người không có trong tay một tấc sắt là thất cấp tiên đế. Ba người cũng không có cảm thấy chút nào vô sỉ, có thể được hai mươi mấy vạn cao thủ đề cử làm thủ lĩnh, thực lực như thế nào có thể kém được. Kinh nghiệm từ khi sinh ra cho đến chết nói cho bọn họ biết, cảnh giới cùng thực lực có đôi khi cũng không nhất định cân xứng. Nhưng người đối diện bọn hắn lại là Triệu Văn Hưng. Triệu Văn Hưng là ai đây? Nguyên lai là một đại tướng quân, rất am hiểu chuyện bày binh bố trận. Nhìn thấy ba người lập thành thế tiến công hình tam giác, liền hiểu được đây chính là trận pháp ba người hợp kích. Muốn phá trận này, tự nhiên là phải công kích vào điểm yếu nhất, đương nhiên là Liễu Nhất Minh. Còn chưa có tới gần thân thể Triệu Văn Hưng, Khâu Nhân đột nhiên hoa mắt. Triệu Văn Hưng thân thể đột nhiên mơ hồ, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Hữu quyền vươn ra, một trận thanh ngâm không khí bạo liệt vang lên. Một quyền mang theo khí thế cường hãn oanh kích tới trước mặt Liễu Nhất Minh. Không kịp nghĩ nhiều, trung phẩm tiên khí Hồng Quân cho hắn lúc này liền đem ra sử dụng. Kiếm tiên xuất ra đầu tiên chém lên một quyền của Triệu Văn Hưng. Bang! Thanh âm hai vật thể chạm vào nhau, lửa tóe ra bốn phía. Nắm đấm Triệu Văn Hưng cùng kiếm tiên Liễu Nhất Minh đồng thời đánh vào nhau. Lập tức Liễu Nhất Minh mang theo kiếm tiên văng ra hơn 10 thước. Trận thế ba người hợp kích nhất thời bị vô hiệu. Mặc dù như thế cũng mang đến cho Triệu Văn Hưng một ý tứ rung động. Trung phẩm tiên khí ư? Triệu Văn Hưng kinh ngạc kêu lên. Triệu Văn Hưng cho tới bây giờ cũng chưa có sử dụng qua tiên khí. Trước khi chết, ngay cả người tu chân cũng không phải. Sau đó tới vô danh không gian này, cái gì cũng không có. Tuyệt đại bộ phận đế cấp cao thủ vẫn còn dùng các loại linh khí. Bất quá, hắn dù sao cũng là thất cấp tiên đế. Mặc dù chưa có sử dụng qua, nhưng trên vũ khí phát ra khí tức đều bị Triệu Văn Hưng cảm nhận được. Kinh ngạc, chậm rãi thu hồi nắm đấm, Triệu Văn Hưng nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, không cần thử nữa, ta đáp ứng cùng các ngươi hợp tác. Triệu Văn Hưng nói những lời này, kể cả Lý Thanh Minh trong lòng cảm thấy sừng sốt.
rồi lại có một chút không dám tin tưởng, trố mắt nhìn Triệu Vân Hưng. Thấy ánh mắt của bốn người, Triệu Vân Hưng nở một nụ cười khổ. Các người cũng thấy được, ta vừa mới giết chết một người của thành chủ phố. Nói thật, ta bây giờ cần nhất là một thế lực cường đại trợ giúp. Nói rồi, ngưng một chút nhìn mấy người nọ. Không có nghĩ đến, tại thế giới này, các người cũng có thể có tới trung phẩm tiên khí. Hơn nữa, chỉ nhìn trận pháp thế hợp kích vừa rồi, cũng đủ biểu dương thực lực đại biểu của các ngươi. Liễu Nhất Minh bị đánh bay ra ngoài, bất đắc dĩ nói, cho dù như thế nào, chúng ta vẫn không phải là đối thủ của Triệu tướng quân. À, có thể khám phá trận pháp phục kích của các ngươi, sợ rằng cũng không có mấy người có thể nhìn thấu à, ta chính là một trong số đó à. Triệu Vân Hưng thần bí cười cười nói. Bốn người đều là một trận ngạc nhiên, không có nghĩ đến, trong mắt nhìn đối tượng cực kỳ khó lôi kéo Triệu Vân Hưng này, tuy nhiên lại thông khoái đồng ý hợp tác. Kỳ thực đúng là hợp tác mà không phải là chiêu lãm, để cho bọn họ đối với Triệu Vân Hưng thiếu rất nhiều phản cảm. Bước đi kế tiếp đúng như kế hoạch đã định ra, 50 năm công phu chiêu lãm, giết chóc cơ hồ đã quét sạch tất cả chướng ngại. Trong lúc đó cũng không có cùng thành chủ phủ phát sinh mâu thuẫn, có chăng cũng chỉ là một chút va chạm nhỏ, cũng không có dẫn đến đại quy mô quyết chiến. Tuy nhiên có Bạch Vạn Kiếm thế lực đứng một bên tham lam, theo dõi, hay là thế lực thành chủ phủ, Triệu Vân Hưng bọn họ đều không dám không đề phòng. Ta nói Khâu huynh, vị cao thủ mà ngươi nói khi nào có thể tới đây? Tại một tiểu quán, Lý Thanh Minh lo lắng hỏi ba người Liễu Nhất Minh. Khâu Nhân về mặt cười cười, hiển nhiên chuyện này không có gì lo lắng, thần bí nói, yên tâm đi Lý huynh, cũng nhanh thôi, đến lúc đó sẽ cho ngươi một chuyện kinh hãi à. Khâu Nhân đã báo cáo với Hồng Quân, nhìn biểu hiện mấy năm nay của bọn họ, Hồng Quân tỏ vẻ rất hài lòng. 5 năm sau sẽ mang theo Tô Ngộ Không tự mình đến đây hỗ trợ. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ được tưởng thưởng càng cao. Tưởng thưởng càng cao đại biểu cho cái gì đây? Ít nhất cũng là thượng phẩm tiên khí. Yên tâm, ta như thế nào có thể yên tâm? Chúng ta cùng thành chủ mâu thuẫn ngày càng cao, sợ rằng không tới 20 năm sau, thành chủ sẽ cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Không sai, thế lực chúng ta bây giờ cũng rất mạnh, nhưng mà phải biết rằng thành chủ phủ cửu cấp tiên đế cao thủ cảnh giới có tới mấy trăm, chúng ta tuyệt đối không có khả năng đối chọi à. Lý Thanh Minh rất lo lắng, nếu biết cục diện như thế này không bằng lúc trước hắn đầu quân cho thành chủ còn muốn tốt hơn. Liễu Nhất Minh một chút liền nhìn thấu suy nghĩ của trong lòng Lý Thanh Minh, cười nói, Lý huynh cứ yên tâm, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối cảm thấy may mắn vì lựa chọn của chính mình, giống như là chúng ta vậy. Liễu Nhất Minh nói lời này rất đúng, lúc trước bọn họ cũng tưởng rằng mình đều bị Hồng Quân ép buộc phải phục vụ, nhưng tới hôm nay thật sự bọn họ một điểm cũng không cảm thấy hối hận, không có cái gì gọi là oán hận, chỉ mong là như vậy. Lý Thanh Minh ảo não ngồi xuống, như thế nào cũng không rõ mấy tên này lại ung dung như vậy, đại sự sắp đến nơi mà một chút khẩn trương đều không có. 5 năm thoáng chốc trôi qua, hôm nay Bạch Cổ Thành nghênh đón mấy vị khách nhân, một thân bạch y đích thị Hồng Quân, một thân hắc y La Băng, một thân hỏa hồng y Tôn Ngộ Không, còn có Huống Thiên Minh, một thân bao phủ ngân quang. Đoàn ngân quang nọ của Huống Thiên Minh còn tản ra một chút màu vàng sáng bóng. Tôn Ngộ Không tính cách rất hào sảng, tựa hồ đi tới nơi nào đều không thể thiếu rượu, đến địa phương nào cũng muốn đi tới tiểu lâu, Bạch Hổ Thành cũng không ngoại lệ. Choang, một tiếng thanh thúy vang lên, một cái vỏ rượu vỡ vụn ra, chất lỏng màu vàng chảy tung tóe, rồi sau đó một thanh âm vừa hắc ám vừa dữ dội la hét, đây là cái loại rượu gì vậy, mau mau đem loại rượu ngon nhất của đếm các ngươi tới cho lão Tôn. Ngoài dự liệu của mấy người, tiểu nhị của tiểu điếm không chút nào để ý đến Tôn Ngộ Không, mà là nhìn vò rượu bể tan tành trên sàn, lạnh như băng nói, vị khách quan, ngươi phá hủy vò rượu của chúng ta lại còn đập bể bàn, việc này ta muốn ngươi phải bồi thường. Tôn Ngộ Không sửng sốt, hắn đi đến nơi nào ăn uống cũng đều là như thế này, cái quái gì có bồi thường, lại còn có chủ quán nào dám để cho hắn bồi thường đây. Bồi thường? Tôn Ngộ Không cười nhẹ, hình dáng có chút làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, lão Tôn ta trước giờ đều như thế này, trước giờ chưa có cái chuyện gì gọi là bồi thường cả. Tiểu nhị nọ hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, ta thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh, ta có thể nói cho ngươi hay, nơi này chính là tiểu lâu của thành chủ phủ, đừng nói là ngươi, ngay cả Triệu Vân Hưng tướng quân cùng Bạch Vạn Kiếm tới làm hư đồ vật cũng phải bồi thường. Thành chủ phủ, Triệu Vân Hưng? Hồng Quân nghe xong hai từ này hiển nhiên là sửng sốt. Cái tên Triệu Vân Hưng này Hồng Quân đã nghe cha nhắc tới,
Theo như lời cha kể, một người tên là Triệu Văn Hưng tướng quân đối với việc khởi đầu tu luyện dẫn đến thành công sau này của cha có ý nghĩa rất lớn. Nếu không phải vị tướng quân nghiêm khắc này, cha đã không có cách nào có nền tảng tu luyện tinh thần biến công pháp, chứ đừng nói đến thành tựu hôm nay. Có lẽ là duyên phận bù đắp chăng? Hồng Quân âm thầm nghĩ, đồng thời cũng quyết định, mặc kệ có đúng hay không, mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Thành chủ phủ, Hồng Quân mấy người đến là tìm thành chủ phủ gây phiền toái. Nếu thực sự tiểu lâu này cùng thành chủ phủ có quan hệ thì tốt quá. Nghĩ vậy, liền hướng Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Tôn Ngộ Không mắt thấy ám chỉ của Hồng Quân, nhất thời hưng phấn đứng lên. Trong nháy mắt, một cây trường côn màu vàng xuất hiện trong tay hắn, gõ gõ trên tay, sau đó thuận tay vung lên. Côn bổng màu vàng mang theo một mảng côn khí tàn phá tiểu lâu. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không có ra tay quá mạnh. Trong tiểu lâu nhiều nhất chỉ là tứ cấp ma đế, yêu đế, tự nhiên cũng không có bị đả thương. Nhưng bọn người ở tiểu lâu đều biết, thành chủ phủ không có dễ gây sự. Gây sự với thành chủ phủ lại càng không phải việc bọn hắn có thể. Đối với những người này mà nói, trước mắt chỉ có một con đường, đó là chạy. Đương nhiên, cảnh tượng hỗn loạn tiếp theo căn bản là không tưởng tượng được. Ngươi thật to gan. Tiểu nhị cũng sửng sốt. Tiểu lâu này từ khi thành lập tới nay lại có người dám tới đây đập vỏ rượu, hủy bàn ghế, còn tàn phá tiểu lâu. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chọc giận thành chủ phủ hay sao? Người nào dám ở tiểu lâu của thành chủ phủ gây sự, không muốn sống sao? Thấy ở đây xảy ra chuyện, mấy đại hán áo xám xông vào, nhìn ngang quang cảnh, mắt giận dữ quát lên. Mấy tên tiểu tạp ngư cũng dám tới đây quản chuyện của lão Tôn ngươi sao? Không có thực lực mà muốn người ta chết sao? Một phen thoại nói ra khỏi miệng, trong mắt mọi người, Tôn Ngộ Không quả thực là sinh sự mà tới đây. Điểm này bọn họ thật sự không có đoán sai. Các huynh đệ lên cho ta. Đại hán ở giữa nghiến răng hô lên. Tôn Ngộ Không kiêu ngạo thật sự làm cho hắn nổi giận. Bất quá nghe những từ này làm Tôn Ngộ Không rất hưng phấn. Những người kiêu ngạo phần lớn là vì họ có bản lĩnh để kiêu ngạo. Tôn Ngộ Không chính là một người như vậy. Kim bổng trong tay liên hoàn bay múa. Ngay cả kinh thiên thất thập nhị côn còn chưa có sử dụng, mấy đại hán đã bị đánh bay ra ngoài, không biết sống chết ra sao. Chỉ để lại người vừa phát động mệnh lệnh về mặt hoảng sợ nhìn người một thân hồng y này. Từ khi có thế lực thành chủ phủ đỡ sau lưng, đây là lần đầu tiên hắn có nỗi sợ hãi trong lòng. Hồng Quân ở một bên cười cười, không có chút ý tứ ngăn cản nào. La Băng cùng Huống Nhật Minh về mặt háo hức, muốn xem náo nhiệt cùng Tôn Ngộ Không biểu diễn. Bằng hữu có chút quá đáng rồi à. Một thanh âm giả nua vang lên, một lão giả đầu bạc từng bước đi lên lầu. Tôn Ngộ Không khóe miệng lộ ra một ý cười cợt, nhưng miệng lại nói. Cuối cùng, có con người hiểu chuyện đến rồi à? Mau nói, lão Tôn ta không có cần bồi thường tổn thất cho các ngươi đi. Lão giả nhìn người bốn phía, lại nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng thầm hận, nhưng ngoài mặt không có chút nào biểu hiện ra. Nếu chiếu theo lý, ngươi đương nhiên là phải bồi thường, nhưng ngươi có thực lực nên cũng không cần phải bồi thường. Tiểu điếm này, ngươi cũng cứ tự ý phá. Nhưng ngươi ỷ có chút bản lĩnh, liền đi khắp nơi gây sự, có chút không hợp lý. Thật không biết cha mẹ, sư phụ ngươi lúc trước như thế nào giáo huấn ngươi đây. Tôn Ngộ Không nghe lão giả nói chuyện, thần sắc đột nhiên biến đổi, trong mắt sát khí đại thịnh. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không trong lòng hắn, cha mẹ cùng sư phụ đều liệt vào hàng cấm kỵ, bất luận kẻ nào cũng không được phép vũ nhục. Lão giả trước mắt này lại không có chút bận tâm. Một câu nói ra làm cho Hồng Quân bốn người nghe tê dần, nhìn Tôn Ngộ Không trong lòng nổi lên vô hạn sát ý. Sát khí phát ra ngoài trực tiếp bức lão giả cuống quýt lùi ra sau, trong lòng không ngừng kinh hoàng. Sát khí thật mạnh à, hơn nữa tuyệt đối đã giết vô số cao thủ, nên mới luyện ra sát khí kinh khủng như vậy. Hôm nay, lão giả rốt cuộc hiểu được chính mình không phải là đối thủ của người này, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Tôn Ngộ Không cũng không để ý tới hành động của hắn, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt lão giả nói. Cha mẹ cùng sư phụ ta đều đã chết, ngươi dám nói họ như vậy, ngươi cũng chuẩn bị đi chết đi. Tôn Ngộ Không nói, giơ lên kim bổng đập xuống. Trong lúc Tôn Ngộ Không phẫn nộ, một côn này tuy không phải là kinh thiên côn pháp, nhưng trong đó lại ẩn chứa không gian pháp tắc, áp bách lão giả không thể nhúc nhích một phân nào, trơ mắt nhìn côn tử đánh xuống người mình. Bang! Theo côn khí bay ra tứ phía, thân thể lão giả bị Tôn Ngộ Không đập nát tứ phân ngũ liệt. Linh hồn Nguyên Anh cũng bị côn khí trực tiếp đập nát vụn. Một người là bát cấp tiên đế đỉnh phong cao thủ, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có,
bị Tôn Ngộ Không một côn trực tiếp đánh chết. Tốt lắm, Tôn Ngộ Không, chúng ta có thể đi. Hồng Quân dùng thần thức tùy ý quan sát hết thảy xung quanh, nhìn sự việc hoàn toàn tiến triển theo ý mình. Mục đích đã đạt được, ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Mục đích của Hồng Quân rất đơn giản, tạo ra mâu thuẫn cùng thành chủ phủ, để cho thành chủ phủ phải chú ý tới đoàn người của mình. Vậy là đủ rồi. Trơ mắt nhìn màn biểu diễn này của Tôn Ngộ Không cũng đích xác đạt tới hiệu quả như vậy, làm cho Hồng Quân khóc không được, cười cũng không xong. Chính là hôm nay chú ý tới bọn họ, không riêng gì người của thành chủ phủ, mà còn có thủ lĩnh Đông Thành Bạch Vạn Kiếm. Hồng Quân mấy người bí mật ẩn vào một cái tiểu thiên viện, giống như là biến mất tại Bạch Hổ Thành. Vài ngày nay chưa từng hiện thân, người của thành chủ phủ cùng Bạch Vạn Kiếm đều đang âm thầm phỏng đoán đoàn người Hồng Quân rốt cuộc là ai. Bên trong thiên viện, Hồng Quân đang đợi Liễu Nhất Minh. Kể cả việc thu lạp Lý Thanh Minh, bọn người Liễu Nhất Minh mấy năm nay lập công lao không ít, rốt cuộc cũng đạt được mơ ước của mình. Thượng phẩm tiên khí mà trung phẩm tiên khí của bọn họ, Hồng Quân cũng không có thu hồi, để cho bọn họ sau này có thể chiêu lãm thuộc hạ cho chính mình. Lý Thanh Minh như nguyện ý, muốn trung phẩm tiên khí đã có trung phẩm tiên khí, lại nghe nói chuyện bên trong thành, Lý Thanh Minh trong lòng hoàn toàn yên tâm. Hồng tiên sinh thần bí lại mang theo những người cũng rất là thần bí, không có người nào Lý Thanh Minh có thể nhìn thấu. Hồng Quân cuối cùng tìm hiểu chính là Triệu Vân Hưng, Tôn Ngộ Không, Huống Thiên Minh, La Băng cùng nhau ngồi trên một cái bàn tròn ở trong phòng. Triệu Vân Hưng ngồi đối diện với bọn họ. Tôn Ngộ Không cố ý phóng thích ra chính mình sát khí, chỉ là sát khí này đối với Triệu Vân Hưng không có tác dụng, ngược lại làm kích sát lên sát khí trên người Triệu Vân Hưng. Hơn nữa, sát khí trên người Triệu Vân Hưng đại thịnh, điểm ấy để cho bọn người Hồng Quân kinh ngạc. Triệu Vân Hưng tại phàm nhân giới chính là tướng quân chỉ huy hàng ngàn binh mã, giết chết không biết bao nhiêu người cùng với yêu thú, so với Tôn Ngộ Không còn muốn nhiều hơn. Sau này một đường phi thăng đến đây, vì bảo vệ bằng hữu bên người mà giết thêm không ít. Bởi vậy sát khí của Tôn Ngộ Không không làm sao có thể so sánh được. Ngươi là Hồng tiên sinh theo như lời bọn hắn nói sao? Không sai, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Hồng Quân mấy người còn chưa nói chuyện, Triệu Vân Hưng đã chủ động mở miệng. Triệu tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có thể tu luyện ngoại công đến trình độ này, tướng quân đã để cho Hồng Quân thật là bội phục a. Hồng Quân a a cười, trong giới chỉ lấy ra một lượng lớn rượu ngon. Loại rượu này bình thường Tôn Ngộ Không muốn uống cũng không được. Chỉ là tu luyện một công pháp thô thiển, không có gì đáng để bội phục cả. Triệu Vân Hưng cũng không khách khí, mở vò rượu uống. Uống xong một ngụm, con mắt sáng ngời, thở ra khỏi miệng tiểu khí, không ngừng kêu lên vài tiếng hảo tiểu. Triệu tướng quân, nguyên lai là người ở nơi nào? Năm vò rượu phân cho năm người, Tôn Ngộ Không uống nhanh nhất. Một vò rượu không đủ để thỏa mãn cái miệng của hắn. Đáng thương nhìn Hồng Quân, Hồng Quân cười khổ một tiếng, cho hắn thêm một vò nữa. Địa phương cũ đã quá xa xăm rồi, không đề cập tới cũng được. Triệu Vân Hưng có chút thở dài, cẩn thận nhấm nháp chút hảo tiểu. Triệu tiên sinh có điều không biết, ta cũng là người của tiên ma yêu giới, bây giờ đã thấy Triệu tiên sinh cùng với nhiều người tiên ma yêu giới như vậy, đặc biệt cảm thấy thân thiết à. Hồng Quân có cảm giác Triệu Vân Hưng này rất giống với người mà cha nhắc tới, Tần Vương Triều trước kia. Triệu Vân Hưng chính là đại tướng quân thống lĩnh hàng ngàn binh lính. Triệu Vân Hưng bây giờ được coi là nhân nghĩa tướng quân, tu luyện ngoại công đặc biệt hơn so với công pháp chuyên tu luyện thân thể. Giống như Khủng Long tộc, Kim Hình Tông, bọn họ đều chính mình tu luyện công pháp, coi như là thuộc một loại của ngoại công. Còn loại ngoại công của Triệu Vân Hưng chỉ là công pháp của phàm nhân giới, vẫn chỉ là tu luyện thân thể, bất luận là xương đầu hay là toàn thân đều trong vòng rèn luyện mà thành, so với hai loại công pháp trên còn yếu rất nhiều. Nhưng cuối cùng tu luyện tới thành tựu như vậy, nếu đem ra so sánh, Triệu Vân Hưng quả thực là một cao thủ lợi hại. Tiên ma yêu giới? À, ta ngay cả tiên ma yêu giới hình dạng như thế nào đều chưa thấy qua. Triệu Vân Hưng cười khổ một tiếng, hắn biết chính mình thuộc tiên ma yêu giới, nhưng tiên ma yêu giới quả thật hắn chưa có đi qua. Hồng Quân con mắt sáng ngời, lại thêm một điểm phù hợp. Vậy Triệu tướng quân có biết Tử Huyền Tinh, có biết Tần Vương Triều? Triệu Vân Hưng tay cầm vò rượu rõ ràng run lên một chút, hai mắt cũng hiện lên một đạo hôi quang, hơi một chút dừng lại liền nhấc vò rượu lên tiếp tục uống. Hồng Quân chính là đã thấy động tác nho nhỏ của Triệu Vân Hưng, lại nói: Triệu tướng quân, chẳng biết ngươi còn nhớ kỹ năm đó đã dạy cho một tiểu hài tử không thể tu luyện nội công tên là Tần Vũ sao? Tần Vũ? Ngươi nói Tần Vũ, ngươi như thế nào biết hắn? Triệu Vân Hưng vẫn đang bảo trì bộ dáng điềm tĩnh,
nghe những lời Hồng Quân nói, đột nhiên thất thần, kích động đứng lên, trong tay vò rượu đã rơi xuống đất lúc nào không biết. Triệu tướng quân, ta sẽ trả lời ngươi, nhưng trước mắt ngươi nói cho ta biết, ngươi có đúng hay không là vị triệu tướng quân của Tần Vương Triều, cũng chính là sư tôn đầu tiên của Tần Vũ. Hồng Quân cũng đứng lên, Tôn Ngộ Không ánh mắt tiếc nuối nhìn vò rượu vừa rơi xuống đất, lại nhìn vò rượu của chính mình chỉ còn sót lại một ít, nhíu nhíu mày. Ngươi rốt cuộc là ai? Không sai, ta chính là Triệu Vân Hưng Tần Vương Triều. Uất Đức chết trong tay một người tu chân, chính là ta, Triệu Vân Hưng. Triệu Vân buồn bã thở dài, lúc trước hắn Uất Đức chết đi, tới giờ vẫn không muốn đề cập đến chuyện này. Đương nhiên trên chiến trường, thiếu tông chủ của Triệu Dương Tông, Đông Phương Dụ, bị Triệu Vân Hưng mắng mấy câu, xấu hổ phẫn nộ, sử dụng kiếm hất Triệu Vân Hưng lên, từ không trung chém đứt tay và chân, sau đó đặt lên mặt đất, cho chiến mã dẫm đến chết Triệu Vân Hưng. Việc này chính Tần Vũ cũng không biết. Triệu Vân Hưng chết quá thảm, nếu trực tiếp chết do Đông Phương Dụ giết cũng tốt, đằng này bị ngựa dẫm chết, như thế nào cũng là chuyện nhục nhã, nên sau sự tình không có ai nói cho Tần Vũ. Ngài thật chính là vị triệu tướng quân kia sao? Ta gọi là Tần Sương, nhi tử của Tần Vũ. Hồng Quân đối với vị triệu tướng quân đã từng dạy dỗ cha không có chút giấu giếm, thân thế mình đều nói ra. La Băng cùng Huống Thiên Minh đều kinh ngạc nhìn Hồng Quân. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe nói về thân thế của Hồng Quân, đặc biệt là La Băng, không nghĩ tới bối cảnh của Hồng Quân lại phức tạp như vậy. Nếu tính ra, Hồng Quân xem như là người của thần giới, hắn dù sao cũng là ở thần giới mà xuất sinh. Cái gì? Ngươi là nhi tử của Tần Vũ ư? Triệu Vân Hưng cũng giật mình, hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới vị Hồng Tiên Sinh thần bí này lại là nhi tử của Tần Vũ, đồ đệ trước kia của mình. Đúng vậy, cha rất hay kể về ngài, sau đó cha vì ngài mà báo thù, cả Triệu Dương Tông đều bị giết sạch. Bất quá có thể thấy ngài ở chỗ này rất là ngoài ý muốn à. Đối với Triệu Vân Hưng, Hồng Quân biểu hiện rất tôn trọng. Dù sao, nếu không có Triệu Vân Hưng, rất có thể không có Tần Vũ thành tựu như bây giờ, tự nhiên cũng sẽ không có Hồng Quân tồn tại. Cuối cùng, Hồng Quân cấp cho Triệu Vân Hưng một kiện trung phẩm thần khí. Triệu Vân Hưng có được thần khí, nếu là cửu cấp tiên đế trước mặt hắn, hắn cũng tự tin có thể dễ dàng giết chết. Liên tục một tháng, Thành Chủ Phủ cùng Bạch Vạn Kiếm đều đoán được Lý Thanh Minh cùng Triệu Vân Hưng liên hợp thế lực ở một nơi nào đó. Một tháng này bất thường nhất chính là bọn hắn. Kỳ thực, Lý Thanh Minh cùng Triệu Vân Hưng bọn họ biểu hiện rất bình thường, chỉ là quá bình thường mà thôi, ngay cả một tin tức nào cũng không có nghe tới, thành ra là rất bất thường. Nửa tháng sau, Thành Chủ Phủ không còn nhịn được nữa, Thành Chủ Mã Thiên Lý mang theo 16 người bắt cấp tiên đế, còn có 2 người mới vừa xuất quan cửu cấp tiên đế, tự mình tìm tới Triệu Vân Hưng. Mã Thiên Lý trực tiếp xông vào nơi ở của Triệu Vân Hưng, theo sau mấy người họ còn có 2 đại đội gần 6.000 đế cấp cao thủ. Triệu tướng quân, người của ngươi thực sự không để chúng ta vào mắt hay sao? Mã Thiên Lý hét vang, thật sự làm cho Triệu Vân Hưng chán ghét. Thành chủ đại nhân, ta không hiểu ý tứ của ngài là gì. Triệu tướng quân, Minh Nhân không nói ám thoại, cái người kia hẳn là người của ngươi, giết người của ta như vậy rồi biến mất, hình như không hợp quy củ. Như thế nào, ta cũng đã tự mình đến, hắn còn chưa muốn xuất đầu lộ diện sao? Thành chủ đại nhân, nói như vậy chúng ta cũng không còn cách nào khác, đành phải xin lỗi các ngươi. Một tiếng cười to, trong thư phòng của Triệu Vân Hưng đi ra mấy người, chính là Hồng Quân bọn họ. Hôm nay mấy người Hồng Quân vừa lúc đến đây bái phòng Triệu Vân Hưng. Tới Bạch Cổ Thành của ta gây sự chính là mấy người các ngươi. Mã Thiên Lý có chút cau mày, mấy người này cho dù một người trong bọn họ hắn cũng không có khả năng nhìn thấu. Cha cha, còn chưa tới tìm ngươi, ngươi lại chính mình dẫn xác tới cửa. Háo, háo, để lão tôn ta một bữa thông khoái nào. Tôn Ngộ Không hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, vô hạn sát khí phát ra. Hôm nay mấy người này có thể cho Tôn Ngộ Không một trận giãn gân giãn cốt rồi. Thành chủ, mấy người này không dễ đối phó à? Ít nhất 2 người đều đã là cửu cấp, còn có 2 người kia ta không nhìn thấu. Một người đi theo phía sau Mã Thiên Lý, cửu cấp tiên đế nhẹ nhàng nói. Hắn nhìn không thấu 2 người, một người là Hồng Quân, người kia là Huống Thiên Minh. Truyền tin cho Vương trưởng lão bọn họ tức tốc trợ giúp. Mã Thiên Lý cũng cảm giác được không ổn, kim nhãn Tôn Ngộ Không cho hắn rung động rất lớn, lại còn có 2 người mà cả cửu cấp tiên đế đều nhìn không thấu, càng làm cho hắn thêm hoảng. Ngộ Không, những người này hãy giao cho ta. Một người luôn luôn ít nói, Huống Thiên Minh đột nhiên mở miệng. Tôn Ngộ Không 3 người đều kinh ngạc nhìn hắn. Huống Thiên Minh chính là rất ít khi chủ động đưa ra vấn đề.
hàng ngày cùng Hồng Quân bọn họ ở cùng một chỗ, Huống Thiên Minh có không ít lĩnh ngộ, đã cảm giác được mình sắp đột phá. Tại đây là một thế giới không có thiên kiếp, Huống Thiên Minh rất muốn biết sau khi mình biến thành Kim Nhãn Cương Thần là cái dạng gì, cho nên lần này yêu cầu Tôn Ngộ Không nhường cơ hội cho hắn. Ta nói, lão Huống, ngươi không thể dành cơ hội lần này được, lần sau cho ngươi, lần này ta nhất định đều là của ta. Tôn Ngộ Không ha ha cười, nói xong cầm quân bổng bay lên. Mọi người cẩn thận! Mã Thiên Lý nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc lui về phía sau. Mục tiêu kim bổng Tôn Ngộ Không đánh tới chính là hắn. Mã Thiên Lý: Ngộ Không, vậy xem chúng ta ai giết nhiều hơn ai. Huống Thiên Minh cười lớn một tiếng, lập tức bóng người đã nhìn không thấy. Đối với cương thi nhất tộc, tốc độ mọi người vẫn rất là khâm phục. Tôn Ngộ Không nếu không dùng kinh thiên côn pháp, rất khó có thể so sánh với Huống Thiên Minh. Bang bang, một tiếng đầu chính là Tôn Ngộ Không đập nát một tiên đế, chẳng biết chết sống phi lên. Hai tiếng còn lại là thanh âm thiết quyền của Huống Thiên Minh đồng thời đánh lên hai người bắt cấp tiên đế. Tốc độ của Huống Thiên Minh khiến hai tiên đế này chết đi mà căn bản chưa có chạm được vào thân thể của hắn. Không được, người xấu lắm, lợi dụng tốc độ à. Đang chiến đấu, Tôn Ngộ Không tức tối hô to một tiếng, một hồi công phu đã đánh nát nguyên anh của ba người bắt cấp tiên đế. Không có tiên khí hộ giáp, tốc độ lại chỉ bằng với bắt cấp tiên đế, thực sự là quá dễ giết. Không dùng tốc độ, vậy ta dùng cái gì đây? Ngươi không cần kim bổng thử xem. Ngươi còn không giết, ta sắp giết xong hết rồi. Huống Thiên Minh ha ha cười, hai người bắt cấp tiên đế lại chết trong khi cái bóng của Huống Thiên Minh còn không thấy. Kinh thiên nhất côn! Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng lớn. Bắt cấp tiên đế bị Huống Thiên Minh giết nên càng ngày càng ít đi. Nếu Tôn Ngộ Không không sử dụng tuyệt chiêu, nhất định sẽ bại bởi Huống Thiên Minh. Mã Thiên Lý cùng với hai người cửu cấp tiên đế đã ra lệnh bao vây. 6.000 tiên đế tạo thành hai đội hộ pháp sớm vây quanh địa phương của Triệu Vân Hưng. Vô số tiên ma yêu giới cùng với thuộc hạ của y giao tranh, một màn hỗn chiến lập tức bắt đầu. 16 người bắt cấp tiên đế Huống Thiên Minh giết hết 8, còn lại 8 người Tôn Ngộ Không cuối cùng dụng kinh thiên côn pháp giết chết. Lần này hai người xem như ngang tay. Ngộ Không, ai giết được thành chủ trước là xem như thắng, như thế nào? Huống Thiên Minh a a cười. Lần này nhìn như ngang tay, nhưng kỳ thực mấy người đều biết Tôn Ngộ Không không thể so với Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh chưa biến thân đã giết được 8 người bắt cấp tiên đế, trong khi Tôn Ngộ Không phải sử dụng tuyệt chiêu kinh thiên côn pháp mới giết được số tiên đế này. Hảo, nếu ngươi thua, sau này tất cả rượu của ngươi phải cấp cho ta. Tôn Ngộ Không chiến ý đã khởi, lại có người khiêu chiến, đối với hắn mà nói lại càng hưng phấn. Hảo, hảo, chúng ta bắt đầu nào. Huống Thiên Minh ha ha cười, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Hai quả răng lanh, một vàng, một bạc từ trong miệng vươn ra. Một tiếng hống dã thú rung trời, để cho đế cấp cao thủ bên ngoài đều ngơ ngác. Thú vị thật. La tiểu thư, chúng ta cũng đánh cược như thế nào? Ta cược Tôn Ngộ Không có thể thắng. Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh tỉ thí. Hồng Quân gật đầu tán thưởng. Hắn cũng không cam lòng đứng yên, liền mời La Băng đánh cược. Cược thì cược, ngươi cược Ngộ Không, ta cược Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh bây giờ đã tiếp cận Kim Nhãn thực lực, lại mới chỉ một lần biến thân, chỉ cần hắn biến thân 3 lần, Ngộ Không nhất định sẽ thua. La Băng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng để lại cho bọn người Triệu Vân Hưng ở trong viện không dám trực tiếp nhìn. Tốt lắm, La tiểu thư, nếu ngươi người nào thua, sau này phải đáp ứng thật tốt cho đối phương một việc. Hồng Quân khẽ nói, trong lòng cười thầm. La Băng nhớ kỹ Huống Thiên Minh biến thân, nhưng lại quên Tôn Ngộ Không cũng có thể biến thân. Trạng thái chiến đấu của Tôn Ngộ Không lại có không gian pháp tắc phối hợp, Huống Thiên Minh nhất định sẽ không theo kịp. Ta đáp ứng, còn có, sau này ngươi không cần gọi ta là La tiểu thư nữa, nếu tiện thì gọi ta là Băng Nhi, nếu không tiện thì có thể trực tiếp gọi tên ta. La Băng khẽ cười nói, trước kia không có ai ngoài cha nàng mới có thể gọi nàng như vậy. Băng Nhi, quả thật so với La tiểu thư dễ nghe hơn rất nhiều. Hồng Quân khẽ cười. Bên ngoài cuộc chiến đấu lại nổi lên biến hóa. 6.000 tiên đế hộ pháp đều vây chặt Huống Thiên Minh cùng Tôn Ngộ Không. Hai người tạm thời không thể tới gần mục tiêu đánh cược, chính là Bạch Hổ Thành thành chủ Mã Thiên Lý. Bên phía Huống Thiên Minh tốc độ nhanh hơn, chỉ cần lục cấp tiên đế tới gần hắn liền trực tiếp bị trường phong sắc bén đánh nát thân thể. Trên lục cấp tiên đế cũng sẽ bị trọng thương lảo đảo bay văng ra ngoài, mất đi khả năng chiến đấu. Bên này tình huống Tôn Ngộ Không không thể so với Huống Thiên Minh, dày đặc tiên đế với bắt Tôn Ngộ Không
cơ hồ mỗi một bổng đều đánh văng hơn 10 tiên đế. Tôn Ngộ Không trên người cũng rất nhiều lần bị năng lượng màu xám của tiên đế đánh trúng. Bất quá có thần khí chiến y hộ thể, năng lượng màu xám này đối với Tôn Ngộ Không căn bản không gây thương tổn. Một nhóm tiên đế vừa bay ra ngoài, lại có nhóm khác nhảy vào thay thế. Mã Thiên Lý cùng với hơn 100 tiên đế là kiểu cấp tiên đế tiếp viện. Đứng ở giữa đội hình tiên đế này, Mã Thiên Lý ngày càng tin tưởng. Một mặt hắn huy động càng nhiều hộ pháp đội tới bổ sung thế lực ở nơi này, một mặt truyền tin cho Bạch Vạn Kiếm, cảnh cáo hắn không nên lợi dụng trong lúc mình đối phó với Triệu Vân Hưng mà giở trò. Số tiên đế đang vây công Tôn Ngộ Không đột nhiên động tác chậm xuống. Mấy người tới gần Tôn Ngộ Không đều hoảng sợ nhìn thân thể chính mình không thể nào động đậy. Thân thể Tôn Ngộ Không đột nhiên xảy ra biến hóa, từ hai bên tả hữu lại mọc ra thêm hai thân thể nữa. Hình dáng Tôn Ngộ Không bây giờ đã thành ba đầu sáu tay, hai tay cầm bổng, còn thừa bốn tay lần trực tiếp dụng quyền hung hăng đánh tới tiên đế hai bên. Đây là công pháp gì vậy? La Băng có chút sửng sốt, hình dáng ba đầu sáu tay này nàng chưa từng thấy qua. Ba đầu sáu tay, kỹ năng đặc thù của Tôn Ngộ Không, kỳ thực là một loại phương pháp vận chuyển năng lượng. Hồng Quân cười cười, ba đầu sáu tay chỉ là hình dáng được kiến hóa thành, công kích mặc dù tăng lên nhưng lại càng tốn lực. Bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không sử dụng lại rất thích hợp. Ba đầu sáu tay vốn là phương pháp sử dụng trong khi quần chiến. Biến thành ba đầu sáu tay, Tôn Ngộ Không công kích càng thêm mãnh liệt. Hộ pháp đội vây quanh hắn ngày càng ít đi, dần dần bị hắn đả thông một con đường thoát ra. Làm phiền mấy vị đại nhân tự mình xuất thủ. Người nọ là kiểu cấp yêu đế, trên tay kim bổng cùng với chiến y đều không phải là phàm vật, chỉ có mấy vị đại nhân xuất thủ mới diệt trừ được người này. Mã Thiên Lý nhận ra trên người Tôn Ngộ Không kim bổng cùng chiến y đều là thần khí, đôi mắt liền sáng lên. Ở nơi này hắn chính là lần đầu tiên thấy thần khí. Ra tay sao? Có thể giết chết người này, đồ vật của hắn sẽ thuộc về chúng ta. Hơn 100 cao thủ kiểu cấp tiên đế cấp bậc đối với thần khí trên người Tôn Ngộ Không đều nổi lên lòng tham. Bọn họ ngày thường quy phục thành chủ phủ, chỉ là khi không có đại sự thì thành chủ phủ không có quyền ra mệnh lệnh đối với bọn họ. Chuyện này... Mã Thiên Lý nhất thời không thể quyết định, trong lòng thầm hận mấy người kiểu cấp cao thủ này lợi dụng cơ hội. Nếu Mã Thiên Lý hắn có được thần khí, cái Bạch Hổ Thành nho nhỏ này liền có thể dễ dàng khống chế, nói không chừng còn có thể phát triển lớn hơn nữa. Như thế nào, thành chủ đại nhân, không phải ngươi cho rằng ngươi cùng với hộ pháp đội có thể ngăn trở bọn họ sao? Một người kiểu cấp tiên đế nhìn ra sự do dự của Mã Thiên Lý lạnh giọng nói. Nếu nói như vậy, vậy thành chủ đại nhân, chúng ta có lẽ nên về trước thôi. Một tiên đế khác vừa nói, hấp dẫn của thần khí đủ để cho lòng tham của bọn kiểu cấp cao thủ này hoàn toàn khiến bọn họ cùng thành chủ trở mặt. Hảo, giết bọn họ, thần khí trên người nọ quy cho các ngươi, đồ vật còn lại quy ra cho ta. Lo lắng một hồi, hộ pháp đội đã dần dần trụ không được. Bên ngoài tiên ma yêu giới cùng với những người khác đã có dấu hiệu xáo động. Một khi không có đám kiểu cấp tiên đế này, Mã Thiên Lý tự thân cũng rất khó bảo toàn tính mạng, chỉ có thể xuống nước đáp ứng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.